Thưa quý vị, chủ một khu đất nông nghiệp có diện tích khoảng 5,5 hecta trên địa bàn xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ đã tự ý làm một con đường nhựa băng từ đầu đến cuối khu đất dài khoảng 1 km, rộng chừng 5 mét. Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu chủ đất phải trả lại hiện trạng ban đầu, thế nhưng thay vì chấp hành thì chủ đất lại tìm cách đối phó. Hành vi này cần phải xử lý nghiêm. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, ở phía sau lưng tôi cũng như là bên phía tay phải tôi chính là khu vực của núi Minh Đạm. Còn ở ngay con đường tôi đang đi, thoạt nhìn thì đây chỉ đơn giản là một con đường đất bình thường. Thế nhưng khi lớp đất này bị xói mòn đi, thì ngay phía dưới lớp đất chính là một lớp đường đã được trải thảm nhựa. Như quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Và ở dọc con đường này thì cái việc đất phủ lên đường nhựa như thế này không chỉ diễn ra ở một khu vực này mà nó diễn ra dài khắp cả một con đường dài khoảng 1 km. Đây là một đoạn khác trên con đường này. Quý vị có thể nhìn thấy là phía dưới lớp đất dày như thế này vẫn là một lớp đường nhựa. Đây, một lớp đường nhựa rất là chắc chắn. Đây là khu đất rộng hơn 50.000 m², bao gồm 4 thửa đất số 772, 35, 36, 37 thuộc tờ bản đồ số 19 do bà Hoàng Thị Thanh Trúc, ngụ ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nắm quyền sử dụng. Vào tháng 3 năm 2022, khi phát hiện chủ đất có dấu hiệu đổ nhựa làm đường tại khu vực đất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ đã lập biên bản xử lý và yêu cầu bà Hoàng Thị Thanh Trúc ngừng việc làm đường, đồng thời trả lại hiện trạng ban đầu của đất. Có đến xin làm đường cái giống như là cái đường băng cản lửa, thì mình có nói là liên hệ với ban quản lý rừng phòng hộ và kiểm lâm, khi các ngành có văn bản đồng ý hết thì mới được thực hiện làm. Tuy nhiên thì họ có xin hay không thì mình không biết. Tuy nhiên thì thứ bảy chủ nhật là họ chỉ trong vòng có một ngày là họ làm xong con đường này, thì do đó khi phát hiện thì tụi tôi đã lập biên bản làm việc. Sau 2 tháng bị lập biên bản xử lý, nhưng đến tháng 5 năm 2022, bà Trúc vẫn chưa khắc phục lại hiện trạng ban đầu, nên Ủy ban Nhân dân xã Long Mỹ một lần nữa lập biên bản yêu cầu chủ đất khẩn trương thực hiện. Thế nhưng thay vì phải xới hết lớp nhựa đi, thì chủ đất lại đổ thêm lớp đất phủ lên để che lại con đường nhựa. Chính quyền địa phương xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ khẳng định đây là cách làm đối phó với chính quyền địa phương. Chính vì vậy, ngày 29 tháng 6, chính quyền địa phương đã cho xe cuốc vào để san ủi con đường. Lớp nhựa dày đã được xới lên như thế này. Sau 2 ngày, con đường nhựa tự mở sẽ được san ủi hoàn toàn. Chuyện này là không phải là khắc phục trả lại hiện trạng, mà cái này giống như là để lấp liếm, là để như là giống như là hình thức để chống chế lại đối với địa phương là đã khắc phục lại con đường. Thì do đó thì hôm nay thì địa phương cạo lên con đường này đó. Lãnh đạo xã Long Mỹ khẳng định việc bà Hoàng Thị Thanh Trúc cố tình xây dựng đường trái phép trên đất nông nghiệp, không khắc phục hiện trạng ban đầu theo yêu cầu của chính quyền mà tìm cách đối phó là hành động cố tình. Do đó, địa phương sẽ tiếp tục mời chủ đất lên làm việc để xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.